Cả nhà nó đòi đánh gà nè cả nhà. Mấy khỉ đòi đánh gà kìa. Ý gì vậy? Cả nhà coi à. Thấy không? Thấy không? Đòi đánh mình đó. Ê, 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 ê. Mỗi ngày cô cho nó ăn cái gì cô? Mỗi ngày cô cho nó ăn cái gì? Nó giỡn cả nhà ơi. Nhìn thương ghê không? Lì ghê không? Cả nhà coi kìa. Lì lắm á. Cô cho nó ăn khoai hả? Khoai chưa? Ăn khoai. Ăn khoai. Ăn không. Ăn cái gì cũng ăn hết đúng không? Ăn cơm, ăn khoai, ăn canh. Ăn canh, ăn đủ thứ luôn. Đủ thứ luôn. Gà xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ mạnh khỏe bên gia đình của mình. Hiện tại bây giờ gà đang ở là thôn Ma Dú, xã Phước Thành, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Hôm bữa giờ á, là cô chú anh chị cứ hỏi cái địa chỉ của gà không à, thì hôm nay thì gà sẽ nói cái địa chỉ cho cô chú anh chị biết là cái nơi gà đang giúp đỡ cho những người nghèo là ở đâu nha. Thì kế bên của gà là Sơn Ngọc Vlog nè. Ngọc xin chào cả nhà nha. Và anh Thởi. Anh Thởi đi theo gà là để dắt đồ ăn thức uống á cả nhà lên trên núi. Hôm nay á là gà sẽ trở lại cái ngôi nhà của cô mà có cái con khỉ á cả nhà, như lại mấy chú chó á, thì gà lên gà thăm lại cô nha, coi cuộc sống của cô như thế nào. Đi lại gà cũng muốn là mình tìm hiểu cái khu đất nhà cô á, để mình có thể là hỗ trợ giúp đỡ cho cô một cái ngôi nhà ở trên đó nha cả nhà mình nha. Bây giờ gà mời cả nhà mình đi lên trên núi nha. Đi thôi cả nhà. Từ đây đi lên đó rất là xa nha cả nhà. Hôm bữa là mấy anh em có gà là đi là mình vác đồ theo. Bữa nay á, là mình mang cái gùi đi cho nó dễ. Gà đang mang cái gùi nè. Cả nhà thấy mình giống người đồng bào không? Đó. Ngọc á, đang rinh một cái thùng mì tôm nha cả nhà. Hôm bữa gà mang gạo lên rồi thì một mình cô thì cô không thể nào mà ăn hết cái bao gạo 25kg đâu. Mình hôm nay mình mang mì tôm với lại cháo và bánh đồ này kia á, tại vì người đồng bào ở đây họ rất là thèm bánh nhưng mà họ không có tiền để mua bánh ăn á cả nhà, nên mình mua bánh lên cho họ để họ có bánh ăn nha. Từ đây đi lên là giữa ngọn núi lớn kia nha cả nhà. Cả nhà cứ nhìn giữa ngọn núi á, là tí nữa là mấy anh em của gà sẽ đi lên tới nó luôn á. Xa lắm. Mấy bữa nay gà bị bệnh á, nên là cái giọng mình nó hơi khàn khàn như lại hay ho cả nhà. Đi rất là xa luôn. Nhưng mà những người ở trong vùng sâu vùng xa bị giống như là bị lãng quên á. Những người này là những người họ không có đất đai nè, rồi không có làm ra cái công việc gì để kiếm tiền, nên họ mới lên trên núi cao để họ trồng cây, trồng cây này cây kia á, rồi họ sinh sống ở trên đó. Thì sáng đi á thì chiều mà tối á, mưa á, mưa lớn thì họ sẽ về làng để kiếm chỗ mà trú á cả nhà, tại vì nhà trên đó dột nát á, nên là họ sẽ về làng. Còn mà vào tháng nắng á thì họ sẽ ở trên đó cả ngày cả đêm luôn. Ở đây khí hậu rất là mát mẻ. Hồi nãy trời mưa lớn lắm cả nhà, bây giờ trời tạnh mưa mà nắng lên. Nắng lên bây giờ dịu dịu lại rồi nè. Đi vô đây mà gặp một cái tổ ong ruồi nữa thì thôi tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cứ mình cứ đi vô những cái bụi rậm là mình suy nghĩ tới tổ ong ruồi. Mà đi bắt ong á là mình phải kiểu như mình nhìn riết cái trong bụi quen. Bò. Bò. Cái đường này á thì gà thấy á, chắc là ban đêm nhiều rắn lắm á. Ẩm ướt nè. Rắn nằm dọc đường, nguy hiểm. Gà là gà giúp đỡ cho những người nghèo á cả nhà. Là gà giúp trong vùng sâu vùng xa không à. Những cái chỗ mà không ai biết đến á, tại vì gà thích giúp đỡ cho những người trong đó. Những người trong đó thì ít ai biết đến á cả nhà, ít ai giúp đỡ cho họ. Nên là mình muốn là giúp đỡ cho họ để họ có cái ăn nha cả nhà. Còn ở ngoài làng á thì cũng có nhà nước lo, nhà nước cho gạo mỗi hàng tháng á, nên là họ có cuộc sống tốt hơn. Mình giúp những người bị lãng quên ở trong núi nè. Bây giờ bắt đầu giật lên trên núi nè. Giờ đi vô vùng sâu á. Vô chỗ này mát nè cả nhà.
Cả nhà thấy những cái lá nó đọng lại những cái xương không? Nước trời mưa á. Nắng lên núi rồi, nắng lên. Mình đang tiến vào trong rừng sâu. Vô trong đây khí hậu mát mẻ. Giờ mình ra chỗ cái giường đều. Đây nè cái điều. Nắng lên cả nhà thấy nắng nè. Đi lên tới đây là gà đuối luôn cả nhà mình. Mình đi á, với lại gà đang còn bệnh trong người á. Mà gà cố gắng gà đi để giúp đỡ cho người đồng bào họ có cái miếng ăn á. Tại vì mình ở nhà mà mình thấy người ta khổ quá. Cơm gạo không có ăn. Mình cố gắng mình đi. Chứ thật sự ra là gà đang rất là mệt trong người luôn á, không khỏe. Cảm cảm mà ho bữa giờ nữa. Đi nắng lên nữa nè. Gà giác cái gùi không nổi luôn á, ngọc cái giác á. Bắt đầu mình giật dốc quá, mình đi trên đèo không à. Thẳng lên, đuối chân. Ở nhà nghe tiếng chó sủa. Wow, nắng quá. Nắng làm cho mình bị choáng luôn á. Choáng ngợp. Kiếm chỗ nào nghỉ xíu nữa Ngọc ơi. Mệt không anh Thời? Anh Thể là anh Thể đi núi rất là giỏi nha cả nhà. Đi núi là mười mấy hai chục năm nay rồi á. Mà anh Thể còn đuối á. Cả nhà thấy gà không? Gà thở giống như là trâu thở. Giờ mình đi thẳng lên dốc nè. Và tim mình đập thình thịch luôn á. Sắp tới chỗ đây nó có một cái chỗ cái ngôi nhà mà người ta rèn dao kiếm đồ á. Chung rèn mấy cái cuốc đồ cả nha. Rồi mình nghỉ ngơi chỗ đây luôn. Cả nhà mình hãy cố lên nha, cố lên cùng gà đi lên núi nha. Cố lên cả nhà ơi. Gà tới đây gà mệt quá. Thật sự là rất mệt luôn cả nhà.
anh Thế với lại Ngọc đang ở chỗ kia. Mình đuối quá, nóng mà đổ mồ hôi luôn ạ. Mình ngồi nghỉ ngơi tí xíu là mình mới có sức mà đi nha cả nhà. Gần 4 giờ rồi, 4 chiều mấy anh em lên đường lại nha. Còn cái áo của gà là ướt hết đằng sau luôn nè. Nãy giờ mình nghỉ mệt, đuối quá cả nhà ơi. Giờ mình nghỉ, quá trời đuối à. Lúc trước á, gà đi đường núi á, đi một mình không à, mà khỏe lắm. Ngày nào cũng đi, ngày nào cũng đi hết á. Tại vì mình đam mê cái công việc làm YouTube này á cả nhà. Mình đi quay những cảnh thiên nhiên á, lúc đó mình đâu có quen biết ai đâu. Mình tự làm tất cả, không có ai mà chỉ dạy cho mình hết á. Từng chút luôn. Không có ai chỉ cho mình cách edit video hay là cách làm ra những cái video như thế nào. Bò cả nhà. Mình tự mò, mày mò, mình tự làm ra. Đi tới một cái con suối, cả nhà nghe tiếng nước suối chảy róc rách không? Đây, đây cả nhà. Nước suối chảy róc rách, mát, rưỡi luôn nè. Nước đây là nước thiên nhiên nha cả nhà. Nước từ rừng thiên nhiên chảy xuống á. Trời mưa. Đi qua con suối này một chút nữa là mình sẽ đến nhà của cô. Bây giờ mình giật lên dốc nữa. Giật lên dốc xong rồi qua thêm một đoạn suối nữa là sẽ đến nơi. Cái chỗ này á là chỉ có thanh niên trai trẻ là đi được thôi nha cả nhà. Chứ mấy cô chú lớn tuổi là chắc gà nghỉ đi không nổi đâu. Vì nó mệt lắm. Thật sự rất mệt luôn á. Tiếng mấy đứa cháu sủa hả? Sao mấy nơi rồi cả nhà ơi. Mệt quá. Nhà con đứng kỹ nè. Đây nè, đây nè con. Thật sự là mình thở không nổi luôn cả nhà. Đuối á, mình mệt á. Thấy nè. Này con trai. Con trai. Cô ơi, qua đây cô. Qua đây cô ơi. Cô đang chơi vàng nè. Gà ngồi thở thế nhỉ. Nó nóng trong người mình đó, kiểu như là mồ hôi nó ra nó nóng á, mình mệt á, mình thở, mồ hôi nó ra nó nóng. Nóng mà cảm giác như là nó thoải mái á. Gà lên đây á mà nóng á cả nhà, mồ hôi ướt áo hết luôn á, mình mệt thật sự luôn á. Phải nói là lần chuyến đi lần đây á là gà đi lên đây là mình đuối luôn. Cái áo của gà sau lưng mà ướt hết luôn á, chóng mặt luôn, đi chóng mặt luôn. Hồi nãy là trên đây mưa dữ lắm cô. Mưa chưa? Mưa lớn hả? Mưa lớn chưa? Dạ. Là cô có về làng không? Cô không về làng đâu. Cô không về làng hả? Sao cô không về làng chú mưa? Mưa ướt. Mưa ướt hả? Ừ. Ồ áo ai tặng cho cô vậy? Ướt nè, ướt ẹp vậy? Ướt chưa? Ướt hả? Ừ. Còn áo mặc không?
Không ở mặt đâu. Không ở mặt không? Ừ. Cô có chồng không? Không chồng. Không có chồng. Chồng chết rồi. Chồng chết rồi. Ừ. Con? Rồi con một mình thôi giờ. Cô có con không? Không có con. Vậy là có chồng nhưng mà không có con. Không chồng, không có con đâu. Sự. Gà. Gà. Gà tới ăn cơm của cô. Cái hoàn cảnh của cô á, mình nghe mà mình xúc động luôn cả nhà. Mình nghe cũng nghe ở hàng xóm á, nghe ở hàng xóm xung quanh người ta nói là cô mất chồng nhưng mà mất anh nữa, thì vừa mới mất ở trong rừng á. Là chồng của cô mất trong rừng phải không con? Mất trong rừng chưa. Là bây giờ là cô sống một mình. Sống mình. Cô một ba thằng này rồi. Ba thằng nữa là hai con chó nữa hả? Hai con chó với con khỉ nữa là ba thằng nữa cả nhà. Hai con chó đực. Và con khỉ đây con khỉ đực luôn là ba thằng. Cô rất là thương chó nha cả nhà. Chó phải nói là thật sự là cô nuôi. Hôm nay là gà lên là hình như là con thấy ba bé chó phải không cô? Hả? Ba bé. Hình như là một bé ở trên kia còn hai là bé của cô. Hai bé cô nuôi rất là mập mạp và dễ thương luôn. Rất là đẹp. Hôm nay con lên con thăm lại cô để con tặng quà cho cô nha. Con có mua là bánh nè. Con biết là cái bánh này cô thích ăn này, con mua cho cô ăn nha. Cô thích ăn bánh đây không? Thích chưa. Đó. Đây gà có mua là hai hộp bánh nha cả nhà. Với lại một bịch bánh đây nè, để là cô ăn. Tại vì người đồng bào họ rất là thích ăn bánh luôn. Nhưng mà thật ra là họ không có tiền để mua thôi. Nên là gà mua bánh cho cô nha. Với lại là con mua cháo cho cô nha, cháo bầm nè. Cháo bầm. Cô thích ăn cháo bầm không? Cháo bầm. Thích không? Cô ăn cái này lần nào chưa? Thích chưa. Cái này là bỏ vô nước nè. Phải lên ăn cho nó dễ cả nhà. Cái này á là mình mua là một thùng. Nhưng mà hồi nãy cái thùng nó vướng quá nên là gà bỏ vô cái gùi á cả nhà. Bỏ vô cái gùi để mình vác đi cho nó nhẹ. Tại vì đi xa xôi á. Một gùi luôn. Bây giờ gà bỏ lại trong cái túi này cho cô nha. Ở trong đây là một thùng không thiếu một gói nha cả nhà. Gà làm cái gì ra cái đó nha cả nhà, đàng hoàng. Không có lộn xộn nha. Đó, mình bỏ vô đây nè. Bây giờ để lên trong bịch cho cô ăn. Đáng lẽ là gà tính là bỏ mì tôm ra để bỏ vô cái gùi luôn. Nhưng mà cái thùng mì tôm to quá. Nên là mình không có bỏ vô trong cái gùi được. Mình sẽ vác cái thùng này cho nó dễ. Cô thích ăn bánh. Con có mấy bánh này. Cái này của con khuyến mãi cho cô luôn nha. Bánh gà mua để đi đường ăn á. Con khuyến mãi cho cô để cô ăn luôn. Đó. Cái này nè cô. Thì lại một thùng mì nha. Một thùng mì tôm to đùng luôn nha. Một thùng mì tôm đây là 100 gói nha cả nhà. Và hai bịch bánh chocobay nè. Đó. Bánh này là bánh chocobay ăn rất là ngon. Thì gà tặng cho cô. Con tặng cho cô nha. Và trong này là 2 kg hai cá khô nha cả nhà. Tại vì á là hôm bữa là gà nghe là cô nói là cô rất là thích ăn cá khô. Ở trên đây cá khô nấu canh ăn nó dễ cả nhà. Nấu canh ăn với cơm á. Trời mưa mà mình nấu cá khô, mình nấu canh cá khô ăn rất là ngon luôn. Thì con tặng cho cô cá khô nha. Cá khô. Và không có quên á là mẹ gà có mang là 2 bịch xúc xích để dành tặng cho 2 bé chó với lại 2 bé mèo nhỏ nhỏ cả nhà. Tí nữa gà sẽ lấy xúc xích để cho 2 bé ăn nha. Thì nếu như mà gà cho cái bé ăn xúc xích đây á, rồi tí nữa là cô sẽ cho cái bé ăn cơm rồi nữa. Gà thấy á, ở trên đây á, họ nuôi là kiểu như là cho ăn khoai ăn đồ á, nhưng mà những chú chó nó rất là khỏe mạnh luôn. Nhìn nó rất là cơ bắp nha cả nhà, rất là khỏe luôn. Gà cũng hiểu làm sao nữa. Người đồng bào họ nuôi rất là hay, những chó rất là hay cả nhà. Giống như là nó ăn rau củ này kia nó không có bị bệnh tật á, nó là khỏe. Cái này gà để riêng ra. Tổng số tiền này á là gà mua là hết là 735.000 nha. 735.000. Gà muốn gửi một cái lời cảm ơn đến một cô. Để gà lấy cái điện thoại ra. Cô tên là cô Ánh ở Bến Tre. Thì cô Ánh đã gửi cho gà là 1.000.000 đồng. Thì cô Ánh nói là gà muốn giúp cho bất kỳ một ai. Tại vì gà là người đứng trực tiếp ở đây, gà biết cái hoàn cảnh nào khó khăn thì giúp đỡ cho họ để họ có một cái số tiền hay là có gạo đồ cả nhà.
có gạo, có thức ăn để họ ăn. Thì cô rất là thương những người đồng bào. Thì cô có một số tiền nho nhỏ là 1 triệu đồng để gửi cho gà để dành tặng cho những người đồng bào nghèo. Đối với những người mà đã làm ra tiền á, thì một số tiền như là 1 triệu thì nó không đáng là bao nhiêu. Nhưng mà đối với những người đồng bào á, đó là một tháng lương, thậm chí là 2 tháng lương của họ mới làm ra số tiền là 1 triệu nha cả nhà. Thì gà mua hết á, là 735.000. Thì vẫn còn lại số tiền là 265.000. 265.000. Đây, còn 265.000 gà sẽ gửi lại cho cô luôn nha cả nhà mình nha. Con gửi cho cô nha, 265.000. Đó, cô đếm lại coi đủ không? Đủ rồi. Đủ chưa? Đủ rồi. Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi. Rồi, đây là số tiền của cô Ánh ở Bến Tre ta gửi tặng cho cô. Bến Tre, người ta. Cô có muốn gửi lời cảm ơn gì đến cô Ánh không? Cô có muốn gửi lời cảm ơn đến cô Ánh không? Cảm ơn chưa? Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Ánh. Cảm ơn cô Ánh. Cảm ơn cô Ánh. Thì người đồng bào họ không có biết tiếng Việt của mình đó cả nhà. Tiếng người Kinh á. Thì họ không biết mình nói sao là họ nói vậy à. Thì gà cũng xin thay mặt cô cảm ơn cô Ánh rất là nhiều. Cảm ơn cô Ánh đã ủng hộ cho cô một số tiền để có thể là mua một đống quà nè cả nhà. Cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cho cô thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn mình ăn trong cuộc sống nha. Bây giờ là cô ăn cơm chưa? Chưa. Ăn cơm rồi. Ăn cơm xong rồi. Ăn cơm xong rồi hả? Là mình chuẩn bị giờ này là mình ngủ hả? Chưa ngủ. Chưa ngủ. Ở trong kia gà thấy là cô có nuôi một bé dê. Mà có một bé thôi mà cô rất là chu đáo bỏ một đống lá khoai lang gì đó cho nó ăn ở trong cái nhà đó luôn á. Đem bánh đem kẹo vô nào. Cái này xúc xích là để cho các bé chó nha. Đem bánh vô. Cho khỉ nè, con cả bịch á. Bánh này cô. Đây là cái ngôi nhà nhỏ của cô nha cả nhà mình nha. Sana. Rồi xúc xích để tí nữa cho hai bé chó ăn. Hai bé xúc xích này của hai bé chó nha cả nhà. Mình đi tới đâu thì mình cho tụi nó ăn cho thấy tụi nó thương cả nhà ơi. Thấy tội nghiệp. Lát mình lấy cái tô mình bỏ vô cho nó ăn nha cả nhà. Sana. Cả nhà coi con bé khỉ kìa nó đang. Đấy. Đu leo kìa. Rồi. Nhà coi kìa. Đó, ở chung với ba thằng, hai chó, một khỉ là ba thằng á, ba đực. Vui không? Ở chung với ba đực vui không? Vui chưa? Vui hả? Có nói chuyện với nó không? Biết. Không biết nói chuyện nó hả? Nói chuyện với hai miếng sao kìa, ai sao kìa? À sao? Thôi cô bán khỉ lại cho con nha. Bán khỉ hả? Bán đi. Không bán. Lấy khỉ đổi hai bịch xúc xích không? Đổi nha, đổi khỉ nha. Đi ủng hộ. Sao vậy? Không đổi phải. Kim phong nha. Hả? Kim phong. Rồi bán cho con đi. Bán kim phong bro. Bán dê không? Bán ủng. Bán dê. Cả nhà con dê trong đây nè cả nhà. Dê ở trong cái nhà này nè. Anh ấy cứ đặng cả. Vậy là tối cô nằm ngủ anh giống vậy hả? Ừ, tôi nằm ngủ chưa. Ngủ giống này đây là dưới là dê luôn. Dê luôn. Ở dê luôn. Rồi chó nữa, chó ở đâu? Chó ở đây nè. Chó ở đây luôn. Rồi khỉ ở đâu? Con ngủ đây nè. Chó ngủ. Con nhân ngủ đây nè. Dạ. Kêu ngủ đây nè, trong này nè. À, vậy là ngủ trong cái ngôi nhà nhỏ nhỏ như thế này nè cả nhà. Cả nhà thấy tình yêu thương động vật của cô lớn ghê không? Tụi nó là gia đình đó. Đấy, cắn á, đòi đi chơi á. Đó. coi kìa, đợi quýnh về. Trời ơi, đợi quýnh á, đợi quýnh nhỏ kìa. Ghét ghê không? Phá ghê không cả nhà ơi? Khỉ phá ghê. Đó, về ủi lại luôn á. Thương ghê không? Dê ủi lại á. Khỉ ba lì quá à. Lì qua lì. Đó. Cũng nhìn tấm lại. Ừ,
Rồi cười đó cả nhà thấy không? Dê rồi, dê đó. Đợi đánh lại đó. Thương ghê cả nhà ơi. Một gia đình quậy ghê luôn á. Đó cả nhà thấy không? Lì lắm cả nhà ơi, nhìn nè, nhìn lì dữ lắm. Bé khỉ này nó lanh á, lanh nhảy nhảy. Cả nhà nó đòi đánh gà nè cả nhà. Bé khỉ đòi đánh gà kìa. Cả nhà coi à, không, thấy không, thấy không? Đòi đánh mình á. Ê, 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 ê. Mỗi ngày cô cho nó ăn cái gì cô? Mỗi ngày cô cho nó ăn cái gì? Giỡn cả nhà ơi. Nhìn thương ghê không, lì ghê không? Cả nhà coi kìa. Lì lắm á. Cô cho nó ăn khoai hả? Khoai chưa, ăn khoai. Ăn khoai. Ăn không. Ăn cái gì cũng ăn hết đúng không? Ăn cơm, ăn khoai, ăn canh. Ăn canh, ăn đủ thứ luôn. Đủ thứ luôn. Rồi bị chó bên dưới. Kêu nó đứng im đi cô, kêu đứng im. Đứng im. Cắn á, cắn á. Cả nhà lì á. Lì ghê á. Lì á. Quậy ghê không? Ở trong đây có hai bé mèo nè, gà có cầm xúc xích này cả nhà, để cho hai bé mèo ăn nha. Mèo để đây nè. Nghe con. Xúc xích này nè. Đó. Mèo 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 mèo. Mèo 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 mèo. Đây này, đây này, đây này. Đó. Xe đây, 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 nó đây con, con đây con. Sao nào, sao nào, sao nào, sao nào, sao nào. Đây, nó đây con, nó đây, nó đây. Một thâu xúc xích luôn nè, con ăn ngay. Đó. Cái này. Sao nào, sao nào, sao nào, sao nào, sao nào. Sao nào, sao nào, sao nào, sao nào, sao nào. Đây nè. Đây này, không ăn hết nè, ăn hết này con. Đây, tới đây. Bỏ đây nha. Đó. Tới ăn nghe con. Gà đi ra nha cả nhà, để cho nó tới nó ăn, chứ nó không dám tới. Sợ cả nhà, sợ. Hai đứa sợ không dám ăn. Đó, con bé trắng kia nó ăn nãy giờ ăn nửa tô luôn. Nó hết luôn, để dành cho bé vàng ăn miếng. Thương ghê không? Ăn thấy ngon quá, táp một phát hết luôn. Ăn quá trời luôn. Thương. Cô bán không cô? Bán không? Bán cho con bé hay? Bán cho con bé bé màu màu trắng đi. Được không? Hai đứa nào nó cũng mập mạp, nó dễ thương, cả nhà ú nu ú nần à. Nhìn. Thương dữ lắm. Từ từ quen, từ từ gà cho lên cho ăn hai ba bữa quen à. Hai ba lần vậy là quen cả nhà. Thôi bây giờ cũng xuống núi nha. Xuống núi nha, chúc cô sức khỏe nha. Bữa nào cũng lên con sẽ giúp đỡ cho cô một cái ngôi nhà. Bữa nào gà quay trở lại đây á là gà sẽ giúp đỡ cho cô một cái ngôi nhà để cô có cái ngôi nhà để mình ở chi nắng chi mưa nha cả nhà. Chứ gà thấy cô nằm ở trong cái nhà nhỏ nhỏ đó, với lại dê chó đồ tối ngủ trong cái nhà nhỏ đó, không biết nó bay lúc nào luôn á. Nhiều khi bão gió bão á bay mất luôn á cả nhà. Nhìn rất là thương luôn. Mà thương cho những chú chó nữa nè. Nó nhìn nhìn. Giờ gà cũng tạm dừng video tại đây nha, để gà đi xuống núi á. Bây giờ cũng đã tầm khoảng gần 5 giờ chiều rồi cả nhà, tối thui rồi. Mình tranh thủ mình xuống núi một tiếng đồng hồ luôn á. Đi xuống đó, mình đi lên xuống thì nó nhanh hơn là đi lên mình lên dốc nó mệt á. Mình tranh thủ mình đi xuống cho khỏi tối nha cả nhà mình nha. Hôm nay thì gà cũng xin cảm ơn cô Ánh ở Bến Tre rất là nhiều đã tài trợ cho gà video này nha. Chúc cho cô và tất cả cô chú anh chị đang xem video này của gà thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn mình đang được sống nha. Cả nhà đừng quên bấm cho gà một like và đăng ký kênh, chia sẻ video xem bằng cá ủng hộ cho gà nha. Bye bye cả nhà mình. Hẹn cả nhà những tập video tiếp theo nha. Bye bye.